đội Trần Văn An của Thái Nguyên nét thắng rồi nhé. Trận đấu tiếp tục.
xin ban tổ chức nghỉ. Còn nếu mà còn thể được thì vẫn cứ tiếp tục thi đấu để phục vụ bà con. Trận đấu tiếp đây. Thank you.
giờ làm chai nước đi. Làm chai nước lọc đi. Bảo xin là về bác sĩ à. Thank you.
Thank you.
chồng sẽ nhìn thắng lợi nhé. Trận đấu tiếp tục. Càng trời mưa và càng về tối thì cuộc thi đấu càng tích cực. Thank you.